cuộc tình nào rồi cũng đều phải chia xa. Tình cảm là vậy, càng thật lòng thì càng gặp phong ba. Sự thật là cuộc đời này chỉ thứ lòng tạo khó dễ mà thôi. Tôi biết mà. Giờ này nàng đang làm gì hay đang ở một nơi xa? Nàng đang vui vẻ cùng bạn bè hay đang nhớ đến ta? Cứ trả lời thật đi, nàng cứ nói hết thật đi, liệu nàng nhớ ta không vậy? Từng ngày trôi qua anh chỉ có nghĩ vậy thôi. Ngày dài anh mãi không thể quên bóng hình em. Vậy mà ngày nào cũng vẫn mong chờ mãi, mong em trở lại đây. Từ ngày em đi anh chỉ biết đến buồn đau. Cùng những ký ức hạnh phúc bên cạnh nhau giờ còn đâu? Anh chỉ là một thằng giỏi em đằng sau. Cùng vết thương đâm sâu. Thực sự là anh luôn nghĩ về em, anh luôn nhớ về em. Có sao em lại quyết định bỏ đi? Anh đã làm sai điều chi? Tất cả cũng vì yêu em mà thôi, cũng chỉ do yêu em mà thôi. Em phải biết rằng em rất cần tôi. Ở trong căn phòng tối, anh chỉ biết yêu đôi mà thôi. Nước mắt cứ tuôn rơi trên bờ môi, anh chỉ kêu tên em mà thôi. Anh thêm một lần được hạ cái thôi, để gửi ngàn lời xin lỗi. Chỉ cần em đi. Anh cố bước tiếp cho dù có bao nhiêu vết thương vì đó là đời. Anh không được chết vì phải chờ ngày em trả về ánh nắng mặt trời. Trong mỗi cái kết phải là bộ vest vay trắng dành cho ta và người. Tình cảm chưa hết ắt sẽ có ngày em là người chủ động mở lời. Hằng ngày hằng giờ anh vẫn chờ, điện thoại chưa rung anh vẫn chờ. Mỗi cuộc gọi đến anh lại giật bắn mình mở máy, anh lại thẫn thờ. Ôi, sao em vẫn chưa gọi cho anh? Em đang làm gì, ở đâu, với ai mà sao vẫn chưa gọi cho anh? Kể từ ngày em đi anh đã suy sụp rất nhiều. Nhìn anh họp bào ra bọc xương. Về bên anh sau này anh kiếm thật nhiều tiền, sẽ được vợ cả bọc lương. Anh sẽ bên em trung thành chăm con chu đáo và học cách kiên cường. Kiếm tiền nuôi vợ nuôi con và đưa cả nhà đi chơi khắp bốn phương. Nhưng mà đã vẫn cứ mang chỉ là những cái suy nghĩ còn được cao xa quá tôi và viên vọng. Giờ làm sao khi em đang ngửi thật xa tôi quên tôi chẳng còn biết tôi yêu tôi và nhớ mong. Thì lại tôi vẫn ngồi đây, ngày qua ngày trong căn phòng tôi. Cùng vết thương đâm sâu. Thực sự là anh luôn nghĩ về em, anh luôn nhớ về em. Có sao em lại quyết định bỏ đi? Anh đã làm sai điều chi? Tất cả cũng vì yêu em mà thôi, cũng chỉ do yêu em mà thôi. Em phải biết rằng em rất cần tôi. Ở trong căn phòng tối, anh chỉ biết yêu đôi mà thôi. Nước mắt cứ tuôn rơi trên bờ môi, anh chỉ kêu tên em mà thôi. Anh thêm một lần được hạ cái thôi, để gửi ngàn lời xin lỗi. Chỉ cần em đi. Dù cho em có đang ở đâu, rồi sẽ có lúc ta gặp nhau. Và anh muốn quay lại như xưa, để anh tiếp tục được đón đường. Dù cho em đã có một ai, thì anh cũng sẽ đợi một ai. Anh cảm thấy không hề nặng nề, và anh vẫn mãi đợi đến cái ngày.